Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như hệ thống Zalo, Facebook và fanpage nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một cặp nhà mới được hoàn thiện xong, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của bộ đôi căn nhà chúng ta. Và bộ đôi căn nhà chúng ta có diện tích từng căn là ngang 4m2 và độ dài là 17m. Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có khoảng sân để xe gắn máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông tứ trạch. Và căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ khoảng 50 căn. Cũng như chúng ta đã xây dựng xong và đã bán gần hết rồi, chỉ còn sót lại vài căn để cho khách hàng lựa chọn. Đây là khu vực phía bên ngoài căn nhà chúng ta. Và căn nhà chúng ta thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, cũng như chúng ta có một con hẻm trước nhà rộng lên đến khoảng 10m, xe hơi xe tải có thể là di chuyển vào căn nhà chúng ta rất là thuận tiện cũng như rất là dễ dàng. Đây là khu vực phía bên ngoài căn nhà chúng ta. Và mình sẽ chiếu sơ qua lại một lần nữa và di chuyển vào khu vực bên trong để cho khách hàng cùng tham quan về một bộ đôi căn nhà đang có một cái giá rất là mềm, chỉ có 4 tỷ 200 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có tầng lửng, chúng ta có thể để xe hơi trong nhà. Cũng như trong khu này thì mình đang có 4 căn đang được rao bán, với 2 căn đối diện thì chỉ có giá có 3 tỷ 900 triệu đồng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một bộ đôi căn nhà được thiết kế có tầng lửng rất là đẹp này. Phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là chúng ta sẽ có thêm một cái khoảng sân khoảng 2,5m, chúng ta có thể để xe gắn máy ở khu vực phía bên ngoài này. Và bên trên thì chúng ta cũng đã được lợp mái cũng như đúc bê tông rất là kiên cố và chắc chắn. Di chuyển vào khu vực bên trong một chút là khu vực không gian phòng khách chính căn nhà chúng ta. Thì phía bên ngoài chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng nhôm xin pha rất là đẹp và rất là chắc chắn. Cũng như di chuyển vào bên trong thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian chúng ta có thể làm phòng khách cũng như gara xe hơi ở dưới khu vực ở dưới trệt này. Thì bên trên chúng ta cũng đang có một cái phòng khách ở phía bên trên tầng lửng rất là rộng và rất là thoáng mát. Cũng như khu vực phòng khách gara xe hơi phía bên ngoài căn nhà chúng ta thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp. Hai bên chúng ta có những cái mảng tường được gắn những cái rèm chỉ nổi trang trí tạo không gian rất là đẹp cho căn nhà. Và di chuyển vào khu vực bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà chúng ta. Thì trụ cầu thang cũng như tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương, đá kim sa rất là đẹp. Di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà chúng ta. Chúng ta có một cái phòng bếp rất là rộng. Ở phòng bếp căn nhà chúng ta thì tủ bếp, kệ bếp chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Phía sau căn nhà chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân ở phía sau cũng như một cái nhà vệ sinh ở phía sau căn nhà. Và khoảng sân phía sau này thì chúng ta cũng được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Kế bên thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Đây là khu vực khoảng sân phía bên ngoài căn nhà chúng ta. Và chúng ta có một cái nhà vệ sinh phía bên ngoài, cũng như chúng ta có một cái hệ thống giếng trời rất là rộng ở phía bên ngoài này. Và mình sẽ chiếu lại khu vực phía trước để cho khách hàng cùng tham quan một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 17m, được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng căn nhà chúng ta thì có khoảng sân để xe gắn máy, gara để ô tô, phòng khách, phòng bếp. Và chúng ta có khoảng sân sau cũng như 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông tứ trạch. Và giá của căn nhà mình thì chỉ có 4 tỷ 200 triệu đồng.
Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay trường Cao đẳng Điện lực, đường Hà Huy Giáp ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và đầu đường Tô Ngọc Vân. Đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà. Thì căn nhà mình chúng ta có một cái phòng lửng tầng lửng rất là rộng, và bên trên thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng cũng như trần trang trí, và hai bên thì chúng ta có những cái mảng chỉ nổi trang trí cho không gian phòng khách tầng lửng căn nhà rất là đẹp và rất là thoáng mát. Đây là khu vực phòng khách tầng lửng căn nhà chúng ta, một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Chúng ta có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và 4 phòng ngủ cũng như phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Căn nhà mình thì nằm trong một con hẻm rộng lên đến 10 mét, khu nhà lầu đồng bộ khoảng 50 căn và đã được xây dựng cũng như đã bán gần hết rồi. Thì trong khu này chúng ta chỉ còn sót lại 4 căn cũng như 2 căn đối diện nhà chúng ta, thì với diện tích là như nhau và không có tầng lửng thì đang có giá thấp hơn là 3 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong 2 căn nhà đối diện là hướng Nam. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Thì toàn bộ cửa trong căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Bên trong không gian phòng ngủ chúng ta thì sàn nhà chúng ta được lót gạch đá bóng kính 60. Phía trước thì chúng ta sẽ có một bộ cửa để đi ra cái ban công phía bên ngoài. Cũng như kế bên thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh. Mỗi phòng ngủ chúng ta đều có một cái nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là rộng rãi và rất là thoải mái. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực phòng ngủ số 2 của căn nhà. Đây là khu vực phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Với một cái diện tích ngang 4m2 và độ dài là 17m, chúng ta được thiết kế có sân trước cũng như sân sau. Và chúng ta thiết kế là mỗi lầu là có 2 phòng ngủ cũng như 2 cái nhà vệ sinh. Đây là không gian phòng ngủ số 4 căn nhà. Và bộ đôi căn nhà của chúng ta thì đang có giá từng căn là chỉ có 4 tỷ 200 triệu. Còn thương lượng mạnh cho khách hàng thiện chí, thì khi khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tiến theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến trực tiếp đón khách hàng đi xem nhà, cũng như để khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 17m, nằm trong khu nhà lầu đồng bộ khoảng 50 căn và đã xây dựng xong hết rồi và đã bán cũng gần hết rồi, chỉ sót lại vài ba căn nhà để cho khách hàng lựa chọn thôi. Thì trong khu này nhà đất Hoàng Tiến đang có 4 căn với 2 mệnh giá khác nhau, nhà không có tầng lửng thì chỉ có 3 tỷ 900 triệu đồng, còn nhà có tầng lửng thì đang có giá là 4 tỷ 200 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh cho khách hàng thiện chí. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3, cũng như mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 4. Chúng ta có 4 phòng ngủ rất là rộng rãi và mỗi phòng ngủ chúng ta cũng đều có nhà vệ sinh riêng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tiến để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem nhà, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà. Chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh cho thuê, đầu tư mua đi bán lại kiếm lời với một cái mức giá đang rất là mềm, chỉ có 4 tỷ 200 triệu đồng. Còn thương lượng, rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà để giới thiệu cho khách hàng. Đây là khu vực sân thượng phía trước, rất là tối,
cho nên là mình sẽ chiếu lại khu vực phía sau. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.